chào cả nhà. Hôm nay thì có một cái mới, đấy là cái báo giá. Đây mình có cái báo giá mới nha anh em. Đó. Thì hôm nay có cái báo giá mới thì có cơ hội được đi tư vấn các khách hàng để lấy mẫu cam bên mình cung cấp. Đây, báo giá nha. Những cái thằng đẹp. Mấy con này nó chỉ giá rẻ được đưa vào hơn 1 triệu 9 thôi, 1 triệu 90 là thẻ cắt công rồi anh em nhé. Đó, ngoài ra nó cũng còn khá nhiều dòng khác nữa, như là một số dòng cam hàn, một số dòng cam hàn, đó, một số dòng cam hàn, đó, như là một số cái con Việt Nam, cam của Việt Nam. Đây. Thì hôm nay cũng muốn làm cái video nó đi sâu về mấy cái vấn đề của cam hành trình một cái. Thì khi mình đi tư vấn cho khách hàng mới phát hiện ra một điều, đấy là cái kiến thức về cam hành trình. Cam cũng có thể là mỗi anh em một việc, mỗi anh em một chuyên môn khác nhau. Nhưng kiến thức về cam hành trình của một số anh em nó hơi nó gọi là chưa được rõ lắm, anh em không chuyên mà. Thế nên mình qua trên thị trường như là rất nhiều loại cam, rất nhiều loại cam. Như mình cầm trên tay đây là một con mai cái bản mà nó không có màn hình, chả biết được con này nó gọi là bản gì luôn, nó gọi là cái bản một F, con một F anh em, cái này một F, hay là kể cả cái thằng phổ thông hơn như con Easy này chẳng hạn, con Easy này, cái thằng phổ thông hơn, như thằng Vava này là một con loại cam của Mỹ anh em nhé, cái cam thương hiệu Mỹ, nó thiết kế quay được anh em, này, đây là nó tự tính đấy. Tự tính nên có thể xoay được nhé. Đấy, thì đây là một số cái kết cấu của cam hành trình. Hãy như cái dòng C61 này chẳng hạn, C61 anh Việt Nam này chẳng hạn, bình đám đây anh em này. Đó. Hay là cái dòng cao hơn cái mắt như C62. Đó, đây là con C62 của Việt Nam. Thì tất cả cái dòng của Việt Nam thì bây giờ đánh mạnh về cái data dữ liệu hết. Vì cái data dữ liệu của Việt Nam nó vẫn là số 1 của anh em. Nó đánh mạnh về cái data. Cái data ở đây cũng là cái điểm giao thông, tập trung mạnh vào các cái điểm giao thông. Nghĩa là nó có thể cảnh báo các cái điểm giao thông, điểm mà bắn tốc độ, tức là điểm mà trong phạm vi cảnh báo được là đang bắn tốc độ của người anh em nhé. Đấy, thì đây ở trên khỏi cũng có đấy, đây này, đó, cảm biến này, đây, cảnh báo quá tốc độ giới hạn này, cảnh báo khu vực cổng trường này, cảnh báo ra vào khu vực dân cư này, và cái này ở đây nó cảnh báo bằng giọng nói luôn đấy mọi người nhé, cảnh báo bằng giọng nói luôn. Còn những cái tính năng sơ đẳng nhất của cam hành trình ý, thì nó có thể là một con cam hành trình anh em mình không cần quan tâm nhiều. Cái nói cao hành trình thì cái quan trọng nhất của nó chính là ghi hình thôi. Nên là vì sao mà mấy con cam Hàn Quốc nó chỉ tập trung vào ghi hình là như vậy anh em. Và nó giá rất là cao anh em nhé, giá cũng cao luôn, không trong hề có rẻ đâu. Đây nhìn thấy con cam Hàn xem nào, cái giá của nó dao động từ vào khoảng là 6-7 triệu. Đây những mấy dòng này nó toàn có 9-10 triệu thôi anh em. Đó, 9 triệu đến 12 triệu rưỡi luôn, hay 8 triệu. Đây là mấy cái dòng X9 này, mấy cái dòng X10, X9. Ở đây mấy cái thằng này thì rẻ hơn này, một X5Q7 này. Đó, hay là NGF. Đấy, thì là mấy dòng này nó giá nó có rẻ hơn này. Thế nhưng mấy con 33 nó cũng rơi vào khoảng là 38-39 cho đến hơn 5 triệu rồi. Cái dòng mấy của nó á. Đó. Thì là cái cam hành trình thì nó rất là tốt như vậy, nhưng mà anh em mình để mà
quan tâm nhiều ở thời điểm hiện tại ấy, thì mình thấy nó gọi là giá nó vừa phải, giá nó vừa phải. Như hôm nay mình gặp một anh khách khi mà nó có một cái tầm nào đấy anh em, thì người ta sẽ dùng nó phải đạt đến cái ngưỡng đấy. Thực ra anh em mình biết kể cái gì đâu, nhiều khi nó là để thể hiện cái gì đấy, có thể cái gì đó chỉ là cái cảm nhận thôi đó. Nhưng mình cũng phải nói đi nói lại là với cái dòng khách hàng nó ở tầm cái giá đấy rồi, nó qua lắm anh em, nó rất là cao, và cái chất lượng của nó cũng tương ứng với cái đồng tiền đó, tức là cái giá trị đấy nó qua luôn. Anh em mình dùng nó rất là thích. Thì ở đây có một vài cái điểm rất nhỏ, những khi rất nhỏ thôi, mình muốn chia sẻ với anh em trước thôi. Thì đầu tiên là cái cam hành trình, nó cái thẻ của nó ấy, cái thẻ của cam hành trình thì nó lưu, nó phụ thuộc vào từng con cam nhé, nó phụ thuộc vào cấu hình của con cam. Có những con cam cao thủ ở thời điểm bây giờ thì nó có thể chạy lên được đến thẻ 256, anh em tưởng 256 ghi nó như kiểu cái ổ cứng của mình luôn rồi đó. Có những cái con nó thấp hơn xíu, rất là còn cao thì nó có thể chạy ở cái ngưỡng là 28, hoặc thấp nữa là có thể 64. Nhưng mà tất cả những cái đấy không phải anh em thích lắp cái thẻ nào thì lắp đâu nha. Mỗi con cam nó sẽ có một cái cấu hình, mỗi con cam có một cấu hình, và mỗi một cái cấu hình đấy nó sẽ chạy được một cái khung chứa khác nhau. Cấu hình càng cao thì thẻ sẽ càng cao. Nhưng mà ví dụ như anh em mình mang một con Easy này ra, mang cái Easy này ra mà anh em mình chạy vào nó cái thẻ 64 thôi chẳng hạn, thì tôi chắc là coi mất. Con này bộ nhớ hỗ trợ tối đa của nó chỉ chạy đến 32 đó, thì là nó sâu hơn em một chút nhé. Chạy đến 32 thì anh em mình nếu như để mà gặp phải một cái thẻ nó gọi là vừa vừa nữa thì anh em chạy 16 thôi. Tức là một con cam cố hình nó đến 32 thì chạy 16, một con cam cố hình 64 thì chạy 32 thì nó lên đủ 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 cái mắt không tốt. Các cái thông số thì là xuất đưa ra thì mình nghĩ nó không thể gọi là chuẩn chỉ 100% đâu, mà thẻ đây phải thẻ ngon nhá, phải chuẩn từ class 10 trở lên nhá. Còn mình không tính đến cái chuyện mấy cái thẻ này nhỏ hơn, cái thẻ nhỏ hơn thì làm cái khác lại không ổn được. Còn lại bếp nhất phải class 10 trở lên thì nó chỉ ý được nhá. Đấy, cái thứ hai nữa mình muốn nói về cái lưu trữ đấy là cái sự vòng lặp, cái vòng lặp. Có nghĩa là con cam hành trình nó không phải là nó lưu đầy thẻ nên là nó thôi đâu, là ở đây nó sẽ lưu vòng lặp, nó sẽ lưu vòng lặp. Ví dụ như con C62 này chẳng hạn, nó nhìn hai mắt, độ phân giải của nó thì cũng gọi là full lên đến tầm 4K luôn rồi đấy. Thì khi mà nó lên đến cái tầm 4K này, anh em mình chạy nó sẽ được xem nào, mình tính xem ra thì nó sẽ rơi vào tầm, cứ gọi cho là 3 tiếng liên tục ấy. 3 tiếng liên tục ấy. Với cái cấu hình mình đang áp cho con này là chạy cái thẻ 32 nhé, thẻ 32 nhé, thì nó cứ gọi cho được khoảng tầm 2 tiếng rưỡi 3 tiếng liên tục như thế nhé. Đó, và đây không phải để 4K đâu nhé, thì thường con cam này mình cài đặt thì chỉ để tầm 2K thôi, 2K là nó qua rồi đấy, là thoải mái rồi. Đấy thì là khi mà nó lưu được tầm đến 3 tiếng đấy thì nó sẽ bỏ cái video ở đầu đi anh em nhé. Nó sẽ cuốn chiếu, lưu cuốn chiếu như thế, nó bỏ video cũ và nó lưu lại và cứ như thế nó chạy. Với cái thẻ đấy nó sẽ hoạt động liên tục như vậy. Nên vì sao mình yêu cầu cái thẻ nó phải có cấu hình cao, nó là cái điểm đấy. Cái thẻ yêu cầu phải có cấu hình cao thì nó có thể xử lý được cái dữ liệu của con cam đấy. Thì cái này là một cái mọi người chỉ lưu ý cái điểm đấy, không cần cái thẻ cao quá đâu. Bởi vì ở trên con cam này nó sẽ có những cái chế độ mà nó lưu những video cảnh báo, tức là ví dụ như mình đang chạy trên đường mà thấy cái hay này là thấy một cái gì đấy, một cái va chạm đấy chẳng hạn, hay là có một cái cảnh đẹp nào đấy mình muốn lưu lại chẳng hạn đó, thì anh em hoàn toàn có thể lưu được mà. Anh em có thể ấn cảnh báo đấy, nó sẽ lưu lại và nó không bị cuốn chiếu đi nữa anh em nhé, nó sẽ không bị cuốn đi nữa, và những cái video đấy nó sẽ không tự cuốn đâu anh em, bắt buộc vào trong và format nó và xóa thủ công đấy đó. Đây là một cái điểm đáng lưu ý của
ở cam hành trình là như thế. Và có mấy vấn đề anh em có lĩnh hội được cái thông tin gì đấy, xin cảm ơn mọi người. Nếu mà mọi người thấy em chia sẻ là có gì đấy nó hay, mọi người có thể thu lượng được cái gì đó thì hãy like ở kênh nhé. Xin cảm ơn, chào mọi người.